Vâng, chào các bác. Xin chào các khách hàng đang xem video. Tiếp tục với xe lăn. Thì hôm nay em giới thiệu cho bác một chiếc xe lăn 3 tấn nhãn hiệu Toyota đời 5. Hay còn gọi là Toyota 5FD30 đấy ạ. Xe đời 5 chạy rất bền luôn. Xe chạy số sàn ạ. Khoảng cơ bản. Rất là đẹp. Em vừa mới sơn lại. Đèn có xi nhan đầy đủ hết ạ. Chứ giờ đăng kiểm có hết. Đây có 4 lốp đặng. Lốp đặng rất là dày, đẹp. Chúng em vừa sơn lại, màu sơn rất là sáng. Xe chạy số sàn ạ. Xe đôi đồng cuối đá nhưng mà chạy mới hơn 9.000 giờ thôi. Rất bền luôn. Xe rất khỏe. Các chức năng công tắc hoạt động báo giờ hay là báo xăng dầu là có hết đấy. Xe rất là đẹp. Có từ máy móc nguyên zin hết. Đây các bạn nhìn các chi tiết. Nguyên zin. Không có dấu hiệu cậy mở hay là xoáy ra gì cả. Mở nguyên zin từ A đến Z. Phù do mẹ phù do luôn, không có dấu hiệu cạnh mở thì ông ấy cũng nguyên zin hết, mọi thứ rất là đẹp. Em nổ thử cho bác xem luôn. Ngon luôn. Dòng Toyota đời 5 này với cả dòng chữ 11 này được rất nhiều các bác làm vật liệu hay là các bác làm ván móc các bác người trộn thì thứ nhất là nó bền, nó khỏe, chắc xe chạy đều máy, chạy rất đều êm luôn. Được cái nó bền. Mọi dòng Toyota này rất tiết kiệm nhiên liệu. Các bác làm vật liệu hay là các bác làm ván thì đi mua xe chỉ có đời 5 Toyota và đời 11 của Komatsu thôi. Đây em có một chiếc rất đẹp luôn, không thường sơn lại. Máy móc nguyên zin hết, mọi thứ đầy đủ, điện nước đầy đủ hết. Xe thì sẵn đã em rồi, giá cả rất là bì luôn, hơn 200 triệu, hơn 200 triệu một chút một chiếc xe Toyota 3 tấn, rất rẻ luôn. Và tiện đây em làm một cái video để giới thiệu cho bác, thì các bác đi xem xe, các bác thường ngâm cứu rất là lâu ạ, vâng, chiếc nào ngâm cứu rất là lâu, nên là khi các bác đi xem lại thì mấy chiếc đấy bên em cũng bán mất rồi, là cũng rất là tiếc cho các bác, nên là các bác cứ chắc kèo các bác xem ưng chiếc nào mà các bác đặt cọc để em bên em giữ xe, bên em bảo dưỡng luôn, xong thì em gọi xe em cẩu lên luôn cho các bác cho nó nhanh. Chứ các bác mà xem xe xong mà các bác về nghiên cứu thì rất có giữ xe các bác luôn. Đây một chiếc xe rất là ngon rồi, ngon bổ rẻ đúng nghĩa. Đây các bác mà muốn lắp thêm gần gù, rực giá hay là lốp kép vào thì bên em đều có thể hỗ trợ lắp thêm cho các bác. Và xe rất là đẹp luôn, sẵn bãi em rồi, giá cả hợp lý. Được, các bác có nhu cầu mua xe lân Nhật bãi giá cả hợp lý thì chất lượng đấy liên hệ với em. Số điện thoại 037 937 5765, em để bên dưới góc màn hình. Và ngoài chiếc này ra thì bên em có rất nhiều xe và đều đã qua đăng kiểm ạ, xe nào cũng có giấy đăng kiểm mới về đây ạ. Rất nhiều hơn cả 100 chiếc Toyota, Komatsu, Mitsubishi, TCM, tất cả dòng tầm tiền nào cũng có. Các bác ưng chiếc nào thì có thể nhắn tin qua cho em hoặc là nhắn qua cho em tìm hộ. Vâng, xe rất đẹp luôn, sẵn tay em rồi. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Vâng, nếu các bác thấy video hay có thể để một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những thông báo mới về video của em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác.